Dạ con chào bác. Thưa bác, con tên là Trần Hoài Nam. Con hiện cư ngụ tại quận 9 thành phố Hồ Chí Minh, nay đổi thành thành phố Thủ Đức. Dạ hôm nay con đến đây thì con có một số câu hỏi, kính xin bác giải đáp giúp con ạ. Con xin cảm ơn bác. Rồi, con hỏi đi. Câu số 1 ạ. Thưa bác, khi huyền ký được công bố ra, tức pháp môn thứ 6 là Thiền Tông chính thức được phổ biến ra, vậy năm pháp môn trước của đạo Phật còn giá trị nữa không, thưa bác? Vẫn còn giá trị. Cho con suy nghĩ. Bây giờ thí dụ con có cái nhà cũ, con bỏ con khắc cái nhà mới, còn giá trị không? Nhà của con vẫn còn của con thôi, làm sao không có giá trị được? Giá trị gì không là, là để đến làm cái gì? Đó là cái kỷ niệm của ngày xưa vẫn còn giá trị. Đâu phải ai mà chuyển qua Thiền Tông hết đâu. Thiền Tông là giải thoát, người ta không muốn tu giải thoát thì người ta tu pháp môn vật lý thôi. Và tôi không muốn giải thoát, tôi muốn lên trời, muốn lên nước cực lạc, vẫn còn giá trị chứ, ai phá đâu. Rồi giờ tôi muốn tu thành này thành kia thì ở đây thành 37 pháp quán của nguyên thủy, ai muốn tu chứ? Có nghĩa là cái này là pháp môn thứ 6 ra để bổ túc cho đạo Phật có đầy đủ sáu pháp môn tu. Năm pháp môn tu kia vẫn còn giá trị bình thường vì đáp ứng cho cái tưởng của con người. Ai muốn tưởng cái gì? Tưởng tôi muốn tưởng về Phật giới, tôi tu Thiền Tông. Tôi muốn tưởng lên cực lạc, tôi tu niệm Phật. Tôi muốn tưởng làm thần, tôi tu độ thần, niệm chú, đâu có sao đâu. Vẫn có giá trị bình thường, không có gì mất hết. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con xin đọc câu số 2 ạ. Tại sao các đạo khác, kể cả năm pháp môn của Đức Phật dạy trước Thiền Tông, cho phép mời gọi hoặc khuyến dụ càng nhiều người tham gia tu càng tốt, riêng pháp môn Thiền Tông tuyệt đối không khuyến khích, mời rủ mà để người ta tự nguyện và tự hiểu? Là gì ạ? Cái pháp môn thứ 6 này nè, là cái pháp môn đi bằng qua tiễn, không phải đi máy bay. Bắn lên hành tinh nào, bắn về Phật giới mà không tới Phật giới đi đâu. Nó lạc vô hầm lửa lớn đó. Vì thế mà người ta khuyên đừng có tu cái Thiền Tông này nè. Còn thí dụ mà mấy pháp kia gì, giống như đi dưới đường, đi không được trả lời. Con đi không được trả lời, đi xe không được, xe nó có hư con trả lời được. Mà cái đi cái Thiền Tông này đi hòa tiểu, nó đi xuyên tam giới luôn á. Con qua nổi tam giới không? Qua nổi tam giới thì về tới còn không nổi sao, con rớt xuống hầm lửa lớn. Nó nặng quá rớt xuống hầm lửa lớn. Vì thế mà tao khuyên đừng có nên. Mà chỉ người nào gan dạ nhất thì nên tu, còn không gan dạ đừng có tu. Vì Đức Phật ổng nói là 1.000 người mặt mai tu có một người thôi. Vì thế nó cực kỳ khó, cực kỳ nguy hiểm. Vì thế mà Đức Phật khuyên đừng tu Thiền Tông. Là lý do này. Rất nguy hiểm chỗ này. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con xin đọc câu số 3. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa có phẩm: ông trưởng giả khuyến dụ các con đang mê chơi chạy ra khỏi nhà lửa sắp cháy và sập bằng các món quà. Khi các con ham quà chạy ra để nhận quà, tới ngã ba đường thì ông trưởng giả cho xe trâu và xe nai. Vậy cháu xin hỏi, một, nhà lửa là nhà nào, ở đâu, tại sao sắp cháy? Nhà lửa là trong kinh nói sao? Tam giáo vô an, du như quả trạch. Tam giới là nhà lửa, không an, vốn như trong lò lửa. Đó là gọi là nhà lửa là tam giới. Để gì nữa? Dạ, câu hỏi ý số 2 ạ. Ngã ba đường là ngã ba này dẫn đi đâu, thưa bác? Ngã ba này thì tự ngã ba này thì đi vô gì? Ở đây ra. Nơi đây ngã rẽ hai đường, kẻ theo lục đạo người về vô sanh. Là đâu? Một cái đường con đến rồi còn hai cái ngã đi. Một đưa về lục đạo luân hồi, một đường về Phật giới. Biết không? Đó, thì con muốn đi đâu đi? Đó, trong nhà lửa chạy ra đó là một ngã đó, lại gọi là ngã ba. Con muốn về Phật giới không? Về Phật giới để về vô sanh, còn đi lục đạo thì đi theo lục đạo luân hồi. Để con muốn đi đâu? Ta chỉ ngã ba đó rồi còn con muốn đi đâu thì con đi.
Con muốn đi lục đạo đi, con mưu vô sanh thì con đi. Đi đâu nó cũng có công thức riêng của nó. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, còn một ý nữa bác. Khi ra tới ngã ba thì ông trưởng giả cho xe trâu và xe nai, thì ý là nghĩa sao? Bây giờ con trâu là nó là trâu đen vậy, là nói về cõi âm dương này nè. Con nai là màu vàng, là đâu? Phật giới đó. Con nai vàng phải không? Ta nói con nai vàng ngơ ngác phải không? Tới đây không biết đi đâu. Chính con nai là đường về Phật giới. Con trâu đen là cái trâu âm đó. Ở thế giới âm, âm dương này nè. Muốn đi đâu đi? Muốn theo cỡ nai. Vì thế mà con nai nó bay. Con trâu đâu có bay. Vì thế mà thường thường người ta thấy cái ngày Noel nó gửi cái con tùng lộc á, tùng lộc nó giống như con nai, nó bay đi, nó bay về trời, nó bay ra khỏi tam giới đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin hỏi câu số 4 ạ. Theo một số tài liệu, ngày Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng trung tuần tháng 2 âm lịch, cách đây trên 2565 năm. Vậy liệu khi đó trái đất có quay gần đến trung tâm vận hành luân hồi không ạ? Bây giờ nè, một vị Phật hay là một con người mình về Phật giới thì nó có quay 300, mỗi thí dụ Nam Diêm Phù Đề của mình ấy, quay đúng 365 ngày, nó đi quay ngang cái trung tâm vận hành luân hồi 24 tiếng. 2 tiếng bắt đầu vô nó mới bích được cái ánh sáng mặt trời. Còn ở trong này nó là 20 tiếng, muốn về thì phải chui vô cái này về nè. Từ trái đất mà về chúng ta về Phật giới là 1 tiếng đồng hồ. 1 giây đi là 1.200.000 cây số. Đó. Nếu mà mới vô thì đi không cần đi nhanh, đi từ từ, đi 2-3 tiếng về cũng được, đi du lịch luôn. Còn nếu mà gần cuối thì phải đi cho nhanh. Còn không ghi vô được thì phải đợi 365 ngày sau nó mới trở lại đó, thì con nghĩ xí rồi. Vì thế mà con có người mà họ mất đi rồi mà còn có trái đất đã vô trung tâm vận hành luôn rồi, thì sinh hoạt ông Phật sinh hoạt cũng không còn kịp đó, thì phải đi cho nhanh. Ví dụ nó mới đi vô được 5 tiếng thì bây giờ ông Phật sinh hoạt xong rồi ông dẫn tới, ông vô đó ông chỉ luôn đó, cái dẫn vô đi rồi mới dãy đường. Vì thế mà cái đi về, cái về Phật giới này nè, con phải hiểu được cái nguyên tắc của nó mới về được, mà do một vị Phật. Còn nếu mà nó trái đất mà nó gần xong mà con mới vừa tới mà trái đất nó gần còn tiếng nữa mãn, ông không dám dẫn vô lạc quạt lạc quạt nó thiêu con luôn á. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ không, con cái ý này con muốn hỏi rồi nè, là Đức Phật là người toàn năng tầng giác thì chắc chắn là Đức Phật sẽ biết là cái ngày đó là trái đất sẽ quay đến trung tâm vận hành luân hồi. Vậy Đức Phật phải chọn ngày, chọn giờ Đức Phật mới gọi là nhập Niết Bàn đúng không? Cái này con hỏi về tầm bậy. Phật nhập Niết Bàn là ổng muốn nhập Niết Bàn, ông phải tự về được đâu. Là cái ông phải Nhiên Đăng, như ông Thích Ca, Nhiên Đăng phải đức về. Ổng ở đây ổng dạy đạo giống như ông thầy giáo thôi, chứ ổng làm sao mà biết cái ngày giờ ấy. Ổng là con người còn phàm phu mà làm sao, con người tứ đại làm sao mà biết ngày giờ. Thì khi mà ông về đó thì ông Viên Đăng phải rước ông đi. Thấy không? Bởi vì cái tuổi thọ bây giờ tại sao ông phải 80 tuổi ông tịch là gì? Là ông đã hẹn với ông kia trước rồi, bây giờ tôi rồi đó, tôi mãn tôi về đó. Thì chừng nào ngày đó tịch đi rồi bắt đầu đi ta rước về, thì ra vô tầng Bình Lưu tôi mới rước. Chính ông Viên Đăng phải rước ông Thích Ca về chứ đâu vô đâu biết được đâu. Chỉ trừ một người ở trong Phật giới phân thân vô thì mới được quyền rước người ở trong này ra. Chết người trong này đâu biết được thấy cái đường trung tâm vận hành luân hồi đâu mà biết. Mà chỉ người ngoài người ta biết, ngoài hành tinh, giống như con đứng ngoài hành tinh, con mới nhìn thấy hành tinh, chứ con đứng trong hành tinh thì con đâu có biết thấy hành tinh. Con đâu có biết được đâu. Còn người ngoài tam giới thì người ta mới sắp xếp được thấy cái guồng máy của cái tam giới này nó làm việc rồi người ta mới phân thân vô đó. Như Phật từ ở ngoài kia nó dòm vô, giống như ở ngoài kia nó dòm vô cái tam giới này, giống như dòm vô cái trái banh thôi, dòm vô cái nhà thôi, nó gì nó thấy hết rồi bắt đầu nó sắp xếp, nó có chương trình nó đi vô để nó rước. Ở trong này thành Phật cũng không về được, cũng phải đợi ông ở ngoài kia rước vô. Vì thế mà cái ông Phật quay âm dương á, thành Phật rồi thì phải chính mấy ông Phật này phải dẫn về,
chứ không phải là ở trong này ra được đâu. Giống như con à, đi định cư nước nào á, đầu tiên làm sao con biết đường đi? Chỉ có người nào ở đây rồi đi ra rồi trở lại rước con được, thấy không? Chứ còn bây giờ cho con đi nước nào á, biểu con đi được không? Phải có người rước mới được. Chừng nào con đi rồi một lần rồi thì sao? Tôi biết đường rồi thì mới được. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ. Yeah. Con xin phép đọc câu số 5 à. Trong bài dặn dò đường về Phật giới, trường hợp công đức và phước đức bằng nhau, con xin hỏi cái ý số 1 à. Trường hợp không phát ra được pháp trần, khi trung ấm thân tạm thời bay theo hoa tiêu giả một đoạn, nếu hoa tiêu giả này nó không dẫn mình bay lên mà nó dẫn mình bay ngang hoặc bay xuống thì sao thưa bác? Bởi vậy thì mình mới học cái đường về Phật giới cho rõ. Nó dẫn đi tận đó. Ví dụ bây giờ nói là nếu bay ngang đó, thì nó cứ thấy cỏ cây hoa lá hoài, thấy không? Bay lên nó bắt đầu từ từ nó xa nó mất. Còn bay xuống thì còn biết nữa đó, không phải xuống rồi chết rồi. Bởi vì mình phải học cho hiểu đường về Phật giới cho rõ ràng. Mình thấy vậy mình nói bậy rồi, vậy mình đi theo tầm bậy dừng lại liền. Dừng lại là nó không biết nó đi luôn là biết giả rồi. Mình phát hiện giả là tự động nó biết rồi. Thấy không? Thấy gì? Bởi vì muốn về Phật giới phải học con đường về Phật giới cho thật rõ, cho thật hiểu. Còn không hiểu là bị lầm mấy ông thánh này nè. Rồi con hỏi tiếp đi. Con xin hỏi ý thứ hai thưa bác. Thưa bác, khi vị Phật giả bị Phật gia phát hiện và vị Phật giả này biến mất, khi đó tại sao ta phải đứng tại chỗ chờ vị giả thứ hai xuất hiện? Nếu không chờ mà ta cứ điều khiển trung ấm thâm tiếp tục bay ra ngoài trái đất có được hay không ạ? Được, với điều kiện con phải sáng suốt. Bởi vì nguyên tắc á, người này vừa biến, người khác phải thể hiện ra. Nguyên tắc đó, nguyên tắc tử nó là vậy. Còn nếu mà con ở một thời gian mà không được thì con tự con đi thôi. Nhưng mà nhớ rằng đi ấy, thì bay thì bay ra, nhớ nè, bay ra giống như con bởi vì nguyên tắc cái này là nó thuộc mình điều khiển không được. Thí dụ trái bong bóng của con mà nó bắt đầu nó thả ra nó sẽ bay lên chứ đâu bay ngang được. Nó bay ngang là trừ gió nó thổi thôi. Thì cái trung ấm thân đó, con khi điều khiển nó tới đó, con đừng có hướng nó đi đâu, tự động nó đi đâu kệ nó, là nó phải rút ra ngoài sức hút để nó đi ra, mà đi ra cái tầng bình lưu mà, thấy không? Thì mà để chú ý cái này. Còn mà nó đi mà mình thấy mình đi theo có cái hoa tiêu mà dẫn đi thì phải có chừng nó coi là nó có đi ra khỏi đầu núi không, hay là nó đi cái thấy đầu núi hoài là biết giả rồi, thấy không? Khi đi ra, bởi vì giống như cái bong bóng mà nó thả được cái là nó đi ra ngoài trái đất chứ không phải bay theo trái đất được. Nó bay ra ngoài sức hút vật lý của trái đất. Phải chú ý cái chỗ này. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin phép hỏi câu số 6 ạ. Thưa bác, con không có điều kiện học và hiểu biết nhiều về các bộ kinh của Phật dạy. Vậy bác có phải dạy cháu nội dung chính một số bộ kinh mà Phật dạy để cháu được hiểu biết thêm không thưa bác? Cụ thể như một là kinh Kim Cang. Bây giờ cái phần này thì chùa Thiền Tông Tân Diệu không có phụ trách cái này. Muốn đọc cô kinh nào thì bây giờ trong đã nói là trong Đại Thừa nó có 12 quyển kinh á, thì con muốn họ con coi cái kinh nào thì con coi, chứ không có hướng dẫn coi kinh được. Mà hướng dẫn á, là muốn coi thì phải coi giáo lý đạo Phật khoa học Thiền Tông thì hướng dẫn cái này. Mà đợi chừng nào cái quyển giáo lý khoa học đạo Phật vật lý Thiền Tông này nó ra đời thì ta tặng cho chứ không có bán. Đợi đi, chừng nào có ta tặng cho nhà nước cho xuất bản thì ta tặng cho một quyển hiểu hết, từ hữu hình gì đó hiểu hết, không có sót một chút nào hết, thấy không? Chứ còn hướng dẫn gì xem kinh vật lý thì Thiền Tông không có nhiệm vụ này, mà có nhiệm vụ phổ biến chân thật ở trái đất này bằng cái quyển kinh giáo lý đạo Phật khoa học vật lý Thiền Tông Việt Nam bằng cái quyển sách này. Đợi đi, chừng nào có thì ta kêu ta tặng cho. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ vậy thì bác có thể là nói qua cái nội dung chính của cái bộ kinh đó được không bác?
Bộ kinh nào? Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Thủ Lăng Nghiêm là nó phân tích rõ ràng từ vật chất ở trên này. Nó phân tích, Thủ Lăng Nghiêm là phân tích tất cả cái vật chất ở thế giới này, những hiện tượng trong này. Kinh Thủ Lăng Nghiêm là nó phân tích. Rồi còn cái gì kinh nào nữa? Dạ. Rồi kinh A Di Đà. A Di Đà thì nó nói về vô lượng thọ, vô lượng quang là cái tánh Phật của mình đó. Cái tánh Phật mình sống hoài, sáng hoài là kinh A Di Đà nói cái này nè. Rồi kinh nào nữa? Dạ. Dạ kinh Trường Bộ. Kinh Trường Bộ là Trường A Hàm nói về vấn đề mà 37 pháp quán và cái nhân quả của cái loài người ở trái đất này. 37 pháp quán trợ đạo của Trường Bộ. Trường Bộ và Trường A Hàm nó gọi là ni, cái quán kinh Nikaya đó là của phái Nguyên Thủy á. Là nói về 37 pháp quán mà trong đó có cái pháp quán Tứ Diệu Đế là số 1 á. Cái đó là thành công nhất á. Thấy không? Rồi nó nói những cái nhân quả của trái đất này, tính bộ kinh Nikaya nó rất nhiều. Nói về nhân quả trái đất này. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ rồi kinh Lăng Già nó ba. Kinh Lăng Già nó chỉ cho cái núi Lăng Già. Tại sao cái nơi kinh Lăng Già nó lấy cái núi Lăng Già? Ông một vị, tất cả những vị Bồ Tát ngày xưa muốn thành, muốn kiến tánh phải đến núi Lăng Già học thì mới kiến tánh được. Vì thế mà trong kinh đó là Hạo Hạo Lăng Già Nguyệt Đông Phong Độ Hải Chu. Đó. Nghĩa là vượt qua biển, vượt qua biển sanh tử thì phải đến núi Lăng Già học. Đó là bộ kinh Lăng Già, ý là muốn là gọi là vượt sanh tử luân hồi đó. Rồi đến cái, coi cái bộ kinh Lăng Già. Rồi kinh nào nữa? Dạ. Dạ kinh Địa Tạng quá. Kinh Địa Tạng là chỉ cho cái tân con người của mình, cái thao, cái kho của mình đó. Địa là đất, cái tạng là cái kho, kho đất là nó chỉ cái tánh con người mình á. Mình muốn độ mình không? Muốn độ địa, địa, muốn độ người ở dưới địa ngục không? Là ba cái gì tham sân si trong này mà độ nó hết thì là mình thành Phật liền. Dẹp độ hết mấy tham sân si thì nó sẽ thành Phật liền. Thấy không? Muốn thành trời cũng là do cái kinh Địa Tạng nè. Muốn thành trời cũng bằng kinh Địa Tạng, muốn thành Phật cũng kinh Địa Tạng, là nói về cái tánh con người của mình á. Nó vô nằm ở trong cái thân tứ đại này. Tứ đại này gọi là Địa Tạng. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, kinh Đại Bát Niết Bàn đó. Đại Niết Bàn thì trong cái câu kết thúc là ta đã thành Phật thì các ông sẽ thành Phật. Thấy không? Là khẳng định rằng kinh Đại Bát Niết Bàn khẳng định là tu cái này là ai cũng có Phật tánh. Ta thành Phật rồi, ông Thích Ca nói ta thành Phật của các ông sẽ thành Phật là kinh này. Kinh này. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Rồi, cuối cùng con sẽ hỏi là cái Kinh Kim Cang đó bác. Kinh Kim Cang, sợ phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, thì kiến tướng phi tướng thức kiến Như Lai. Tất cả hình ảnh trên thế gian này là giả dối, gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma. Kinh Kim Cang chú ý chỗ này. Rồi. Còn cuối cùng là con hỏi là Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Diệu Pháp Liên Hoa là chỉ tri kiến Phật, khai thị ngộ nhập Phật, tri kiến Phật là kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chỉ cho con người mở được con Phật nhãn. Là kinh Diệu Pháp Liên Hoa, diệu là màu nhiệm, pháp là cái pháp môn, liên là cái bông, cái cành, hoa là cành hoa sen. Đó thì vì thế mà Thiền Tông nó lấy cái cành hoa sen làm cái biểu tượng của Thiền Tông, là lấy trong cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Nhìn thấy cái hoa sen màu nhiệm mà mở được Phật nhãn. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ, con xin cảm ơn bác. Dạ con xin hỏi câu số 7 à. Thưa bác, con nhìn thấy cái trống đồng Đông Sơn của Việt Nam nhìn na ná bản đồ tam giới. Mặt khác, theo các nhà khảo cổ học, trống đồng ra đời vào khoảng thời kỳ Đồ Đồng, thời kỳ các vua Hùng. Vậy liệu có liên quan gì về trống đồng và bản đồ tam giới? Khi thời kỳ Đồ Đồng, Thái tử Tất Đạt Đa đã từng đến nước Văn Lang, thưa bác. Cái trống đồng này nè, nó khai quật không phải là mới đây đâu, mà nó là tiền thân của cái ông Phật trước. Có nghĩa là 10.000 năm về trước, trống đồng này nó mới khai Phật ở Đông Sơn. Nó phải nắm mà, nó không phải cái thời gian này đâu, mà thời gian của ông Phật trước. Ông Phật Ca Diếp trước á, thấy không? Nó lấy, nó vẽ trong cái bản đồ tam giới mà của cái quyền ký của thời trước á, thời ông Phật trước công bố ra. Thì cái trống đồng Đông Sơn nó khám phá ra ở huyện Đông Sơn, ở ngoài Hà Nội á.
Mình mới hiểu cái này, chứ không phải là mới giải ra được. Mới giải đây thì bây giờ này, thì bây giờ trong này thời gian này thì sẽ có những người phải làm những cái này rất lớn, rồi sau đó đó thì mấy trăm năm nữa nó tiêu diệt, thì cái nó sẽ lăn lộn lại 10.000 năm sau thì người ta sẽ khai quật lại. Mà không biết hồi trước thì nó ở Đông Sơn, mà không biết kỳ này nó làm ở đâu mình không biết. Nhưng mà mình lấy cái đống đồng này của ông hầu Ca Diếp á, bây giờ mai mốt lấy cái từ của ông Thích Ca này, thấy không, 10.000 năm sau đó, thì nó tương tự. Nhưng mà người ta có nhiều khi cái người mà tây làm cái này nó không hiểu được cái tam giới, chứ sự thật nó là cái tam giới của nó đó. Nhưng mà cái trống đồng Đông Sơn này nó là nó chủ yếu là nó cái người nguyên thủy á, cái người đầu tiên của trái đất á, nó chứ không phải là ấy đâu. Nhưng mà nó hình dung, nhưng mà có nhiều khi cái trình độ người ta không có đó. Nếu mà trường hợp với trống đồng Đông Sơn mà nó lấy được cái bản đồ tam giới hiện giờ đó, nó thành lập một cái trống đồng thì rất hay. Nhưng mà chắc chắn là cái thời buổi này nó sẽ lấy cái này nó làm mặt trống đồng để rồi nó chôn, để cho tới 10.000 năm sau nó sẽ xuất hiện lại. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, con nhìn thấy trong cái vòng một của trống đồng có hình tượng bốn ông ngồi đúc trống theo nhận định của các nhà nghiên cứu. Vậy liệu hình tượng này có phải nói về bốn ông trời tứ thiên vương đang điều khiển và vận hành tam giới không thưa bác? Cái này bốn ông này tính là bốn ông trời tứ thiên vương đó, nhưng mà ông tạo cái đất này giống như ông tạo đồ chơi cho mình, không? Chứ không phải điều khiển mà đang thực hiện gọi là tạo thiên. Cái lao động này là bốn ông này làm gọi là tạo thiên lập địa, là ông lập địa đó. Còn cái tạo thiên là khi nào ông vẽ ra một cái ban bệ có cuộc họp đàng hoàng gọi là tạo thiên. Còn bây giờ là bốn ông này gọi là lập địa. Khi thế mà trong văn học Việt Nam có nói, thường nói câu là tạo thiên lập địa là cái chỗ này nè. Là nói ông trời Thiên Thiên Dương và một cuộc họp, tổng họp của các vị các cái chúa các nơi trên tam giới và đồng thời 10 vị Phật từ Phật giới vào, gọi là tạo thiên lập địa. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin hỏi câu số 8 ạ. Thưa bác, con nghe trong đạo Phật có nói đến từ điên đảo. Kính xin bác giải nghĩa giúp con rõ từ điên đảo mà trong đạo Phật dùng, và người như thế nào gọi là điên đảo? Thưa bác, chữ điên là nó không có đúng, chữ đảo là xuyên qua xuyên lại. Là sao? Thí dụ con đi mà con say rượu á, người ta nói con với thằng ở điên đảo. Phải không? Điên là nó đi không có vững, gọi là điên đảo. Còn mình tin bất cứ cái gì ở thế giới này mình tin không đúng thì nó thầy mày điên đảo. Đảo là đảo qua đảo lại đó. Điên là đi không đúng đường. Là chữ điên đảo là nó áp dụng cho cái chuyện này. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ con xin hỏi tiếp một ý nữa. Vậy người học đạo Phật như thế nào để thoát ra sự điên đảo này thưa bác? Này nếu mà học thì thật cháu không có học mà chỉ hành thôi. Chỉ cần chấm dứt cái tưởng thì mất điên đảo liền. Hiểu không? Chỉ cần chấm dứt cái tưởng điên đảo mất liền, khỏi cần học, khỏi cần hành gì trở. Anh điên đảo là do anh tưởng. Anh tưởng rượu ngon quá, anh vô anh uống đã, anh đi ra ngoài đi không nổi là điên đảo. Anh tưởng, tại anh tưởng cái rượu nó ngon. Anh tưởng cái đạo này nó giỏi, anh vô anh học rồi người chỉ đường này đường kia thì có làm tầm bậy thì nó này điên đảo. Thấy không? Muốn trị điên đảo đừng tưởng, tức khắc điên đảo mất liền. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ, con xin đọc câu số 9 ạ. Thưa bác, dân gian có câu lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó lọt. Bác có thể giải thích theo quan điểm của Thiền Tông được không ạ? Những người gian xảo, vu khống, không nói có, trơ trẽn lật lọng, những người đạo văn ăn cắp tinh hoa của người khác, liệu có thoát lưới này được không bác? Thế ra cái lưới trời là cái gì biết không? Quy luật nhân quả. Lưới trời là quy luật nhân quả vật lý âm dương, là cái này anh không thoát được. Anh làm gì làm cũng vô và nằm ở trong quy luật nhân quả vật lý âm dương, đó là cái lưới trời lồng lộng, không thể thoát ra được cái quy luật này được đó. Thì giải thích về cái lưới trời lồng lộng là quy luật nhân quả luân hồi. Rồi còn gì nữa?
Những người gian xảo, vu khống, không nói có, trơ trẽn lật lọng, người đạo văn ăn cắp tinh hoa của người khác, liệu có thoát lưới này được không? Làm sao thoát được? Đã trong thế giới này, thế giới nhân quả vật lý, đó nhân quả là con nằm ở trong trùm của nó rồi. Ông làm cái gì này, tao phải theo quy luật của nó, không phải thoát ra được cái này. Đâu ai thoát ra được cái quy luật của nhân quả luân hồi của trái đất này đâu. Con muốn thoát ra được, con phải đi đâu? Về Phật giới nó mới khỏi. Còn không ấy, con phải chui vô mấy ông Thánh đó, nhờ ông Thánh che chở con. Vì ông Thánh là cái nơi nó không bị nhân quả, không phải vô đó, đó thì nó mới thoát được cái quy luật này. Muốn thoát nhân quả có hai con đường, một vô Thánh. Vì thế mà A-la-hán tu thành Thánh A-la-hán này chui vô cái lòng ở ngoài, nó không bị tác động của cái vật lý âm dương này. Còn hai, con phải về Phật giới thì mới thoát được. Thấy không? Mà đa số cái người mà vi phạm luật nhân quả rồi, khó mà chui vô được hai cái chỗ này lắm. Tuy là vô Thánh, cứ bây giờ ông kiếm cho, ủa mày sao mà chui đây? Nó tưởng mà tôi lừa ta, ôi không được, mày ra đi. Nếu mày lừa đi ra mấy thằng lang thang á, chứ tao đều không chứa những cái người mà mất trật tự này. Thấy không? Còn không thì tao cũng đứt chạy nhanh, tao cũng đứt chạy về. Về bển thì nó không có cái việc này. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin hỏi câu cái cuối cùng ạ. Thưa bác, dân gian có câu, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Theo quan điểm nhìn nhận của Thiền Tông, câu nói này như thế nào ạ? Nếu con sống trong môi trường cùng với người suốt ngày, cầu xin lạy lục hay rên rỉ than thở, không tự làm chủ đời mình, làm việc gì cũng cầu xin, vậy liệu con có bị ảnh hưởng gì không? Bây giờ nói vậy cho con nghe nè. Con đi ngang cái chỗ mà cái ống khói đèn, nó xịt khói đèn ra hoài, con mặc áo trắng con dính không? Làm sao con thoát được cái bi lực này? Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng nè. Gần mực sớm muộn cũng dính vô cái áo trắng rồi, phải không? Gần đèn thì còn đèn riết nó cũng thành trắng. Còn bây giờ tất cả gì cái gì ở thế gian này, con gần đâu thì nhiễm đó, nguyên tắc thế giới này. Bây giờ tôi nói thiệt á, bây giờ ông nào mà nói giỏi đi, nói giỏi mà nói tôi không đánh bài đi ha. Qua lát bơ gát ở một tháng coi đánh không? Đi ra ngoài nó nóng khủng khiếp lắm, mà vô trong cái nhà nó mát rượi, máy nó chạy rồi cờ bạc, bắt buộc phải đánh, không cách nào đánh. Vì tại sao thằng Mỹ nó chơi kiểu này? Thành phố, cái tỉnh, cái tiểu bang Nevada của nó nóng còn hơn là sa mạc Sahara đó. Nó lên nó cắt cái sông bài, chứ nó không ai ở được hết, nó cắt. Thì nó xác tất cả nhà nó đều trang bị là máy lạnh hết. Còn đi xe thì phải có máy lạnh. Con để ý nè, con đi ra ngoài đường mà con lấy cục thịt, con đỡ để dưới mặt đường nó làm cái xèo, nó nóng, nó cỡ đó, nó không suy nghĩ. Vô đó thì tôi nói giờ tôi không đánh bài, vô đó chắc chắn cũng phải đánh. Có ngoài không chịu nổi. Vì thế mà gần mực thì đen, gần đèn sáng, mà anh ở gần mấy uống rượu. Tôi bảo đảm tôi kiềm chừng 3 ngày, ngày thứ tư cũng phải uống. Vô đánh bài, vô cái khu đó thì chưa mau đánh bài. Còn con không ấy thì cũng dọn đi, chứ không ở đó. Không cách nào con thoát được cái quy luật này. Đó là cái tự nhiên của thế giới vật lý này. Ha, vô người ta ăn chơi con phải ăn chơi, người ta uống rượu con phải uống rượu, chứ lương thầy tu không có vui. Thầy tu tí lại cái chỗ nào mà người ta không có chơi tứ đổ tường á. Thầy tư là nó đứng ở giữa tứ đổ tường, bốn cái góc tường, con phải nhập vô một cái chứ không có tài nữa thoát đâu mọi người. Phải hiểu được thầy, gần mực là đen, gần đèn là sáng, này gần đâu dính đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con đã hết câu hỏi. Cuối cùng con xin cảm ơn bác và con kính chúc bác sức khỏe. Rồi, cảm ơn câu hỏi.